Thưa quý vị, trải qua 14 lần tổ chức, chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường để các chiến sĩ góp sức tham gia các hoạt động tình nguyện, mà còn tạo ra không gian cho các bạn tham gia trải nghiệm thực tế với những công việc, nghề nghiệp cụ thể, qua đó giáo dục cho các bạn thêm yêu cuộc sống và biết quý trọng nghề nghiệp mà nhiều người đang làm trong xã hội, cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân mỗi chiến sĩ tham gia. Mới sáng sớm, thế nhưng khu vườn rau của Hợp tác xã Thương mại Đất Phù Sa, một trong những điểm trồng rau sạch trên địa bàn huyện Hóc Môn, xuất hiện rất nhiều chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ. Vừa đến khu trồng rau, các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ đã vô cùng háo hức khi trước mặt mình là một khu vườn rộng, ngập màu xanh của các loại rau củ. Ngày hôm nay, các chiến sĩ sẽ hóa thân thành những người nông dân cùng nhau thực hiện các phần việc để cho ra những bó rau sạch đến tay người tiêu dùng. Đây là một trong những nội dung của hoạt động trải nghiệm một ngày làm nông dân của các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ huyện Hóc Môn. Công việc của các bạn là chọn những cây giống đã được ươm mầm từ trước, trồng những cây giống đã được lựa chọn và thu hoạch những luống rau. Nhìn đơn giản nhưng nếu không thực hiện đúng cách thì cây rau sẽ phát triển không tốt hoặc có thể chết. Thế nên các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ luôn chăm chú lắng nghe các cô bác nông dân tại vườn rau hướng dẫn cách thực hiện và làm theo. Qua những bài học sinh động vừa được học lại được thực hành giữa trời, các bạn đã biết thêm các bài học về sâu bệnh, thiên địch. Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, các bạn càng yêu quý công việc nhà nông, biết nâng niu, trân trọng những thành phẩm lao động có được từ mồ hôi và công sức của con người. Em có được cái tính là gọi là rất là hay khám phá và rất là thích đi đây đó. Nên là em tham gia hoạt động Hoa Phượng Đỏ để em tìm hiểu và hiểu biết nhiều hơn. Vì lý do em tham gia hoạt động ngày hôm nay là bởi vì đó giờ em muốn biết là rau mình đã trồng là như thế nào và cái công đoạn để mình trồng rau như ra sao. Thì hôm nay em đã biết là cái nỗi khổ của những người trồng rau là như thế nào. Ở đây thì em được học thêm cách nhiều là biết cách trồng rau sạch rồi cách thu hoạch rau của các bác nông dân. Những cái hoạt động này giúp ích cho em hơn trong cái công việc học tập mà mình chưa được thực hành nhiều hơn. Nay thì mình sẽ được trải nghiệm. Trước đây em là một người khá là nhút nhát và không hòa nhập với mọi người cho lắm. Nhưng mà từ khi tham gia chiến dịch thì em đã trở nên thân thiện hơn và trưởng thành hơn trong các hoạt động. Thành quả của một buổi sáng làm việc hết mình là những bó rau tươi non được các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ nâng niu sắp xếp thành từng bó gọn gàng như chính mình hàng ngày tự tay chăm bón. Tại siêu thị Co-op-Mart Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ lại có những trải nghiệm thú vị khác khi hóa thân thành những nhân viên siêu thị, tham gia chương trình trải nghiệm một ngày làm nhân viên siêu thị do thành đoàn, đoàn hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ được tận tay thực hiện các công việc như scan các mặt hàng khách đã mua để hiển thị giá vào máy tính, bỏ hàng vào túi ni lông, in hóa đơn, nhận tiền của khách như một nhân viên thu ngân. Vừa được trải nghiệm, vừa được trang bị những kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục người khác là những điều mà những chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ gặt hái được sau khi tham gia chương trình. Khi mà em tham gia chương trình này thì em đã được học, đó là khi mà chúng ta nói chuyện với khách hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ dạ và kết thúc bằng từ cảm ơn để mình thể hiện sự tôn trọng của mình, của nhân viên siêu thị đối với khách hàng. Và cũng từ đó thì em học được một bài học, đó là ai cũng vậy. Mình phải tôn trọng họ cho nên họ mới tôn trọng mình và mình có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Giống như là mình học thêm được nhiều kiến thức khi mà mình bước ra ngoài đời, khi mà em lớn lên rồi thì em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để em có thể trải nghiệm ở ngoài đời. Chương trình một ngày làm nhân viên siêu thị được tổ chức nhằm giới thiệu định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về công việc tại các hệ thống siêu thị của hệ thống siêu thị Co-op-Mart. Bên cạnh đó giúp các bạn học sinh nâng cao kỹ năng xã hội, xây dựng nét đẹp văn hóa mua sắm. Trong thời gian diễn ra chương trình, các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ được tận tay trải nghiệm, thực hiện các công việc tại các vị trí tiếp xúc, giao dịch khách hàng như thu ngân, dịch vụ khách hàng, mẫu dịch viên. Đồng thời các chuyên viên của siêu thị sẽ hướng dẫn những kiến thức về kinh doanh, kỹ năng chăm sóc khách hàng, các kỹ năng marketing cơ bản. Khi mà các em tham gia với lại cái chương trình này thì chúng tôi mong muốn các em sẽ học được đầu tiên đó là về kỹ năng giao tiếp và cái cách thức để chúng ta ứng xử. Thông qua cái chuyện này thì hy vọng các em sẽ thấu hiểu hơn, chia sẻ hơn với lại gia đình, bạn bè, thầy cô, cũng như là có một cái cuộc sống nó trang hòa với lại mọi người. Điều thứ hai mà chúng tôi mong muốn các em có được đó là thông qua cái việc này thì các em sẽ
được học hỏi, được biết, có thêm kiến thức về hàng hóa Việt Nam, phân biệt được hàng Việt Nam chất lượng cao, phân biệt được hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm, để giúp cho cái việc lựa chọn hàng hóa của các em cũng như là của gia đình sẽ tốt hơn, sẽ nâng cao cái chất lượng của cái cuộc sống của các em hơn. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Sài Gòn Co-op và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết liên tịch tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm nhân viên siêu thị dành cho học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2022. Dự kiến sẽ có 2.500 em học sinh sẽ tham gia chương trình này. Tại Bệnh viện quận 2, trải nghiệm một ngày làm phụ tá bác sĩ dành riêng cho các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ trên địa bàn quận đã giúp các bạn chiến sĩ có những khoảng thời gian thật ý nghĩa khi được tận mắt chứng kiến và tham gia các hoạt động khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện. Các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ cũng thấy được rằng cái nghề để được một trở thành một vị bác sĩ không phải là một chuyện nó đơn giản, mà phải qua nhiều năm, nhiều tháng phải cố gắng học tập rồi rèn luyện, phải tự mình trau dồi kiến thức rồi bản lĩnh của cá nhân nữa thì mình mới đạt được cái bằng cấp là bác sĩ. Qua cái chương trình ngày hôm nay thì Ban Thường vụ Quận đoàn mong muốn là các em sẽ định hướng được cái nghề nghiệp tương lai của các em, xác định rõ đâu là nghề nghiệp để các em chọn được cho mình trong cái tương lai mai sau. Nghề y luôn là nghề danh giá vì mức độ quan trọng đối với xã hội, nhưng không phải bạn trẻ nào cũng hình dung được những khó khăn trong nghề. Đặc biệt đối với đội ngũ bác sĩ trẻ, ngoài việc giỏi chuyên môn, không ngừng trang bị kiến thức và liên tục trải nghiệm, thực hành để nâng cao tay nghề, mà đòi hỏi người bác sĩ phải thật sự tận tâm tận lực, cống hiến hết mình để cải thiện nền y học nước nhà và sức khỏe của nhân dân. Chứng kiến những bác sĩ tại các bệnh viện làm việc, các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ như hiểu hơn những khó khăn, vất vả của những người bác sĩ. Từ những trải nghiệm này, nhiều bạn chiến sĩ còn có thêm những kiến thức, kỹ năng để tiếp tục theo đuổi đam mê trở thành bác sĩ trong tương lai của mình. Trải nghiệm ngày hôm nay của đoàn thì em thấy là vô cùng thú vị. Hôm nay thì em được các anh bác sĩ của trường Đại học Y Dược cho em biết được cách bắt mạch, đo nhịp tim và đo huyết áp, và em được tham quan nhiều phòng như là phòng giải phẫu. Em cảm thấy là nghề bác sĩ vô cùng thú vị và em mong là bản thân mình sẽ học thật tốt để có thể làm bác sĩ và giúp đỡ cho mọi người. Tham gia những hành trình trải nghiệm như thế này đã giúp các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ hiểu thêm về các ngành nghề, khám phá cuộc sống và tích lũy những kỹ năng cần thiết, từ đó biết yêu lao động và biết quý trọng những thành quả của cha mẹ và bản thân tạo ra. Thông qua các hoạt động, các bạn chiến sĩ nắm rõ hơn các kỹ năng cần thiết, tự tin xử lý các tình huống trong công việc và trong cuộc sống khi phải đối mặt, giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.